Hẹn mọi người mấy hôm mà hôm nay mới quay được cái con của con Loki và con Fay. Đây, nó đang thì trực ăn cho nên là nó đang ý kiến. Lau cái mặt đi. Bụi. Ok, ăn đi. Đây là con đực. Đây là cái bột này là bột chibi. Đây là con đực số 3 đấy. Đây, quay cái người của nó để cho mọi người xem này. Nó bị ốm mất mấy hôm, thành ra là nó bị nhỏ con hơn. Là mấy cái con cùng đàn nó bị nhẹ cân hơn. Đó. Đây là cái khẩu phần ăn của nó. Thịt xay với lại cơm. Đây, khẩu phần mà mình cho ăn là thịt, mình chỉ cho ăn thịt tái thôi. Đó. Đây thì em đực này, em đực số 3 của cái đàn này là đàn ở trong khoảng từ Queen ra kia Bắc Hà. Đàn này là đàn ở trong khoảng từ 13 cho đến 15 triệu một con. Em đực số 3 này lúc trước thì nó là 15 triệu đấy, nhưng bởi vì là nó bị ốm cho nên là bây giờ là để cái giá của nó là 13 triệu thôi. Vì nó bị nhỏ con hơn một chút, nó bị gầy, chúng ta sẽ phải chăm nó hơn. Nó bị pavo và nó khỏi, cho nên là cái việc mà khả năng nó bị lại là nó vô cùng là thấp. Cái đấy là một cái để có thể yên tâm được khi phải chăm cái con này. Mọi người nhìn cái bộ chân của nó nhé. Đó, chân rất là to, khung người chắc. Gầy, người đang hơi gầy so với này những cái con mà đã về nhà mới rồi. Là bởi vì cái quá trình ốm đấy thì con chó nó phục hồi đến bây giờ là 3 tuần rồi. Theo dõi nó 3 tuần từ lúc mà nó khỏi ốm rồi thì nó tăng cân hoàn toàn bình thường. Ở giai đoạn này là các con cho con mỗi tuần nó tăng khoảng 1 cân, trên dưới 1 cân hoặc là hơn 1 cân. Bây giờ thì nó sẽ tăng nhiều hơn là lúc trước. Lúc trước nó tăng khoảng 1 cân, gần 1 cân. Thì em nó là tăng cân hoàn toàn bình thường. Tức là cái việc mà nó, cái giai đoạn ốm nó không ảnh hưởng gì đến cái đường tiêu hóa của nó cả. Con chó nó tăng cân bình thường. Đó, em ăn đi. Hẹn với mọi người mãi mà đến hôm nay mới quay được thằng em này. Đây là cho con của Loki. Cái đàn mà có một con nó bị care rồi, nó bị pavo rồi, nó khỏi đấy. Đây, chính là ông tướng này. Là con, đây là con đực. Và có thể chủ nào mà thích là có thể đón ngay. Thì ở trong đàn này có còn mấy con thì nó đều về nhà chủ mới hết rồi. Còn duy nhất ông này thôi. Còn duy nhất ông này và đến hôm nay mới quay video là bởi vì mình như mình đã nói là chạy để em nó lại để theo dõi cái tăng cân của em nó. Xem là cái sau khi mà nó khỏi ốm thì nó có ảnh hưởng gì đến cái đường ruột của con chó không. Bởi vì như mọi người biết là cái pavo thì nó ảnh hưởng, nó là cái ảnh hưởng đường ruột. Và theo dõi cái tăng cân của em 3 tuần thì em tăng cân hoàn toàn bình thường. Mỗi một tuần là em tăng được 1 cân, hơn 1 cân. Ở cái lứa tuổi này, cái đấy, cái tăng cân như vậy là ok, hoàn toàn bình thường. Hiện tại bây giờ thì em được 10 cân rồi. Em được 10 cân, em gần 3 tháng em được 10 cân. Bé hơn bọn ở trong đàn một chút vì em bị ốm. Nên là em bé hơn bọn ở trong đàn một chút. Vì em mất 10 ngày em bị ốm. Đó, nhưng mà như bây giờ, hiện tại bây giờ thì có thể nói là cái việc em ốm là nó không ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của em cả. Và sau khi em hồi phục thì em tăng cân hoàn toàn bình thường. Đó, hôm nay là về như là bình thường rồi. Hơi nhìn có vẻ hơi gầy một chút là bởi vì là cái chiều cao và chiều dài của con chó thì
nó vẫn phát triển theo lứa tuổi, còn cái cân nặng của con này thì nó kém hơn bọn ở trong đàn một chút, thành ra nhìn trong người nó hơi gầy gầy, nhưng mà nhìn thế thôi, nhưng mà cân nó lên là nó 10 cân rồi đấy. Thế hôm nay là 10 cân rồi. Đây là một con đực. Con đực này nó rất là nghịch và nó rất là khỏe đấy. Mấy con bị Pavo là duy nhất một mình nó qua được thôi, nhưng nó thể hiện là nó rất là khỏe ở những cái ngày đầu tiên mà nó bị nó bỏ ăn, nó nôn nhưng mà nó vẫn nô. Nào không nuốt cái đấy đâu, nuốt cái đấy là mệt nhám. Đây là chính là con dây màu da cam, vẫn đeo nguyên cái dây da cam này là tính ra em là con đực số 3 đấy. Con đực số 3 ở trong video chọn chó lúc nhỏ 40 mấy ngày để đổi cho em cái khác, chứ không cái này này em mất công em lại nuốt, em nghịch em dứt cái dây ra rồi em nuốt vào là lại mệt lại nôn khạc. Đổi cho em cục toàn cao su không để em chơi thôi, chứ không cho em chơi cái cục kia, chơi cái cục kia rồi mất công lại nuốt cái dây vào. Nào không đúng ý, không đúng ý là ông lại định nhảy xuống, là ông đi đâu, ông ở yên đấy thôi. Không, tôi đấm cho ông phát giờ này. Nào lùi lại, đâu rồi, nào nghịch lắm, nghịch ngậm này kia đấy. Mọi người có thể ngắm thêm về thanh niên này ở trong cái video lúc còn nhỏ, còn cả 9 con thì chính là thanh niên được số 3 đeo dây màu da cam. Đây này, có cái dây dính ở mép rồi này. Lèng beng quá. Đó, nhìn ngang cái mặt đó. Thì tất cả những con ở trong đàn là nó đều về nhà mới hết rồi, chỉ còn ông này thôi. Còn ông này để theo dõi cái tăng cân của ông đấy. Là đến bây giờ là khẳng định là tăng cân hoàn toàn bình thường, và có thể về nhà mới. Nào không, ông dám nhảy xuống, ông không thích là ông nhảy xuống ngay. Ông ngồi yên đấy cho tôi xem cái xe nào. Hôm qua ở trên đấy với ông ấy là ông đòi nhảy xuống. Đó, thì bạn nào mà thích một cái con chó rốt, nhanh nhẹn, thông minh, khỏe mạnh, về nuôi gắn bó, làm bạn, thì có thể chọn đồng chí này. Cái máy này sao mà cái nhìn nó cứ làm cái màu cái ghế hôm nay nó nhợt nhạt đi. Màu vàng của bạn này rất là đậm đấy, chứ không có nhạt theo kiểu này. Đây, này dùng cái điện thoại mới này mà có vẻ như là cái màu sắc nó không được thật lắm, nó bị làm nhạt đi, không hiểu lý do của nó là vì sao nhở. Đó, chân to như cột đình luôn nha. Thanh niên này thì về sau lông sẽ ngắn đấy. Đây này, cái quá trình ốm này, có một cái mũi tiêm kháng sinh mà nó không tan được, nó xuất ra thành sẹo luôn đấy, kiểu áp xe đấy, sẹo liền rồi. Đây, rốt này ở tầm này là nhìn thấy luôn hai hạt rồi đó. Ai bảo là không nhìn thấy là đây, cho mọi người xem thực tế đấy. Cho con gần sắp 3 tháng rồi. Thanh niên còi vì bị ốm nửa đường. 10 cân. Hơn 10 cân một chút, cứ coi như là 10 cân đi. Như thế này thì thanh niên này cũng không có sợ là về sau là sẽ nhỏ hơn bọn ở trong đàn. Không đợt ốm coi như là nó không có ảnh hưởng gì đến nó. Bởi vì là sau cái đợt ốm thì theo dõi nó 3 tuần liền
thì nó tăng cân hoàn toàn bình thường theo lứa tuổi. Đó, thích chơi cái đồ có dây cơ, không thích chơi cái đồ này. Tầm này là cái tầm thích dây rợ. Yên yên yên, không, ngồi yên đấy, ngồi yên, không lùi lại, không có tiến lên. Tiến lên làm gì? Dáng nghe. Do nó phát triển cao dài thì nó không có bị tụt so với này bọn cùng đàn mấy. Nhưng mà cái cân nặng thì nó bị thiếu so với bọn cùng đàn, thành ra nhìn người của nó nhìn trông nó hơi mảnh khảnh. Vì nó cao dài nhưng mà người nó thiếu thịt hơn mấy con cùng đàn. Mấy đứa cùng đàn thì hôm nay ở nhà mới có lẽ là nó tầm 12, chắc là nó tầm 12 cân rồi. Hôm nay là 10 cân. Ở tầm này thì con chó nó tăng một tuần, nó tăng lên 1 cân, hơn 1 cân một chút. Một đợt ốm thì con chó nó bị chậm lại khoảng tầm 2 tuần cho đến 3 tuần so với bọn cùng đàn. Như một cái đợt ốm này nó kéo dài khoảng 10 ngày, nhưng mà sau đấy nó mới cần một cái thời gian để nó hồi phục lại nữa. Thì để nó hồi lại cái cơ thể, rồi sau đấy nó ăn uống nó mới tăng cân lại bình thường. Cho nên là bây giờ, hiện tại bây giờ là em mới chỉ 10 cân, hơn 10 cân chút thôi. Nhưng mà em tăng cân 3 tuần nay này, em tăng cân hoàn toàn bình thường như là mấy con ở trong đàn theo đúng cái lứa tuổi. Một tuần tăng khoảng 1 cân đến 1 cân 2 ở cái lứa tuổi con chó suýt 3 tháng. Sau sang tháng sau nữa thì cái tăng cân của chúng nó có thể tăng cân nhiều hơn. Giai đoạn con chó lớn nhanh nhất là giai đoạn con chó từ 4 tháng rưỡi, tức là khoảng hơn một tháng nữa thì là sẽ bắt đầu vào cái giai đoạn lớn nhanh. Từ cứ coi như từ 5 tháng đi, từ 5 tháng đến 8 tháng là 3 tháng đấy, là 3 tháng mà con chó nó tăng cân nhanh nhất, thì mỗi tháng nó có thể tăng khoảng tầm 7 cân, thường thường nó sẽ tăng khoảng tầm 7 cân một tháng. Đó, thì 3 tháng 3, 7, 21 rồi, 7 cân, 8 cân một tháng. Còn cũng có những con là nó còn tăng nhiều hơn nữa, nhưng đấy là cứ tính trung bình là như vậy thôi. Nè, hey, thanh niên, bây giờ là đang là 11 giờ đêm rồi, tiện quay cho em, nhưng mà có vẻ em buồn ngủ rồi. Nhìn ánh mắt rất là thái độ. Đó. Đánh trống lảng. Đó. Không cho xuống bắt ở trên ghế để quay video, thì ra em đánh trống lảng. Ông vừa mới tắm cho em lúc nãy xong. Vừa tắm cho em lúc nãy xong mà người em mới đã dính đầy bụi gì kia. Đi đâu? Đứng yên đấy thôi. Không đi xuống, đứng yên đấy. Nha. Thôi ok, cho em xuống đi. Không phiền em nữa nhá. Cho xuống, không thèm xuống, cho xuống lên đấy nào. Ok.